Chào các em. Với nội dung môn học trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì chúng ta giải quyết 4 cái nội dung chính trong cái chương trình môn học này. Vấn đề đầu tiên đó là khái quát chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Nội dung thứ hai đó là xác định thiệt hại trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Nội dung thứ ba chúng ta đi vào phân tích các cái trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do hành vi của con người gây ra và cuối cùng đó là các cái trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tài sản gây ra thì trong phần bài học đầu tiên chúng ta trao đổi với nhau đó là khái quát chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Thì đối với cái phần này thì nguồn tài liệu tham khảo thì có hai cái tài liệu tham khảo chính. Thứ nhất đó là giáo trình Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. Thứ hai đó là Bộ luật dân sự năm 2015. Thì trong phần chung này ta tiếp cận các cái điều luật là từ điều 584 đến điều 588 Bộ luật dân sự năm 2015. Ngoài hai cái nguồn tham khảo chính này thì, thì các em có thể tham khảo thêm uh, các cái nguồn tài liệu khác. Một đó là sách tình huống về pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. Và thứ hai đó là pháp luật dân sự và thực tiễn xét xử của tưởng di lượng uh, tái bản lần thứ 5 năm, năm 2019 của nhà xuất bản Diễn Quốc gia. Thì đấy là những cái nguồn tài liệu mà để giúp ích cho chúng ta môn học này ở cái bài học đầu tiên. Thì trong phần bài học đầu tiên này chúng ta cần giải quyết các cái vấn đề cơ bản sau đây. Khi nói về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì rõ ràng vấn đề đầu tiên chúng ta phải trả lời được nó là cái gì? Nó là cái gì ở đây? Đó chính là khái niệm. Vậy thì khi nói đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng ở đây thì các em cũng lưu ý giúp thầy một điều ta sẽ trả lời cho các cái câu hỏi sau đây thì ta sẽ giải thích được là trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là gì. Câu hỏi thứ nhất, đây có phải là một loại trách nhiệm pháp lý hay không? Thì chúng ta học trong phần lý luận chung, khi nói đến phân loại trách nhiệm pháp lý thì trong đó, trách nhiệm dân sự là một dạng của trách nhiệm pháp lý và dưới góc độ của quan hệ pháp luật dân sự thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một dạng của quan hệ của một dạng của trách nhiệm dân sự. Cho nên ta khẳng định là trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cũng là một dạng trách nhiệm pháp lý. Đó là ý đầu tiên. Câu hỏi thứ hai các em phải trả lời được đó là trách nhiệm này do ai quy định? Do ai quy định? Nếu như trong trường hợp khi chúng ta tiếp cận trong phần hợp đồng bản thân của quan hệ hợp đồng đó là dự sự tự do thỏa thuận của hai bên thì rõ ràng chúng ta vẫn thấy một điều ví dụ a và b xác lập với nhau một quan hệ hợp đồng mua bán tài sản theo đó với tư cách là bên mua giả sử b đặt cọc cho a một cái tài sản dưới góc độ là quan hệ đặt cọc thế thì trong trường hợp này nếu như trong quan hệ mua bán này không thành hiện thực vì lý do là b không mua nữa hoặc là a không bán nữa thì hậu quả pháp lý sẽ ra sao? Thì trên phương diện này, tại điều 328 của Bộ luật dân sự năm 2015 quy định rất rõ, nếu như bên mua không mua sẽ mất cọc và bên bán không bán bồi thường gấp đôi. Vậy thì cái sự bồi thường trong quan hệ hợp đồng ở đây là do các bên tự thỏa thuận với nhau trong quan hệ đó. Nhưng mà đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì nó được hình thành trên cơ sở nào? Chúng ta vẫn thấy một điều, ví dụ, thầy cho ví dụ thế này. Giả sử anh A điều khiển phương tiện giao thông Chạy quá tốc độ gây tai nạn giao thông cho người khác Vậy thì vấn đề đặt ra trên phương diện về mặt dân sự Tại sao phải bồi thường ở đây? Thì câu trả lời đó chính là do luật quy định trong trường hợp này là phải bồi thường Do vậy chúng ta khẳng định loại trách nhiệm này không phải là hình thành trên cơ sở thỏa thuận của các bên Mà nó được hình thành trên cơ sở do pháp luật quy định đó là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba, chúng ta phải trả lời được là nó áp dụng cho ai, tức là chủ thể nào, áp dụng đối với chủ thể nào. Thì như chúng ta biết là trong quan hệ pháp luật dân sự, khi nói đến chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự thì bao gồm cá nhân và pháp nhân. Thì trong quan hệ trách nhiệm về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì cái chủ thể thực hiện hành vi vi phạm ở đây nó cũng là cá nhân và pháp nhân. Và khi thực hiện hành vi đó là những hành vi nào thì rõ ràng chúng ta đều thấy nói một cách nôm na là xâm phạm đến khách thể mà ngành luật dân sự bảo vệ cụ thể trong cái trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì chúng ta hình dung là có hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể khác trong trường hợp này. Thì rõ ràng chúng ta thấy là như vậy vậy thì khi chúng ta trả lời ba câu hỏi này thì chúng ta sẽ đưa ra được một cái định nghĩa và rõ ràng trên phương diện về mặt pháp lý hoàn toàn không có một quy định nào đưa ra một khái niệm về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng tuy nhiên dưới góc độ về mặt khoa học pháp lý thì chúng ta có thể nhìn nhận được trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một dạng của trách nhiệm pháp lý do pháp luật quy định áp dụng đối với các cá nhân pháp nhân có hành vi xâm phạm đến tài sản, quyền và lợi hợp pháp của chủ thể khác, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự của người khác thì phải bồi thường thiệt hại. Thì đấy là nội dung đầu tiên chúng ta trả lời được nó là cái gì? Đó chính là khái niệm. Phần thứ hai chúng ta đi vào nghiên cứu đó là trách nhiệm này nó có những đặc điểm cơ bản nào? Thì đối với đặc điểm nào thì chỗ này các em lưu ý một điều Và đây cũng chính là cái câu hỏi Mà các em sẽ về làm bài tập nhóm Cùng với nhóm của mình Và nộp bài chuyển qua email giúp thầy Đó là cái trách nhiệm bồi thường thiệt hại Trong hợp đồng Với trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Nó có những điểm gì khác nhau Và để trả lời cho câu hỏi này Thì thầy xin gợi ý cho các em Để có mang tính chất định hướng ở nội dung này thì chúng ta gợi mở trên cơ sở năm cái ý cơ bản sau đây. Ý thứ nhất xuất phát từ khái niệm của trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, thì như nãy ở trên thầy có trình bày là loại trách nhiệm này do ai quy định thì đây chính là cái tiêu chí đầu tiên và nếu như trong trách nhiệm bồi thường trong hợp đồng thì nãy giờ chúng ta thấy nó được hình thành trên cơ sở nào thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng nó ngược lại hay là nó giống thì đấy là cái tiêu chí đầu tiên chúng ta về tham khảo tiêu chí thứ hai là nó được quy định ở đâu về mặt nguyên tắc chung để xác định cái trách nhiệm này thì nó phải dựa trên cơ sở các cái văn bản quy phạm pháp luật. Và văn bản quy phạm pháp luật thì đương nhiên cái văn bản được xác định là luật của các luật thì ta phải liệt kê được, đó chính là hiến pháp. Và trên phương diện quan hệ dân sự thì rõ ràng ta phải liệt kê bộ luật dân sự năm 2015. Ngoài ra thì còn có các văn bản hướng dẫn thi hành. Thầy lấy ví dụ thế này, giả sử khi nói đến xâm phạm đến quyền lợi của người tiêu dùng thì ta còn phải căn cứ vào luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc là gì trong trường hợp trong khi thi hành công vụ thì chúng ta cũng cần phải căn cứ vào luật trách nhiệm bồi thường thiệt hại của nhà nước do vậy ở đây ta phải liệt kê các cái văn bản đó vậy thì nó quy định ở đâu sẽ là cái tiêu chí thứ hai để giúp các em trả lời bản chất của nó như thế nào tiêu chí thứ ba là cái thiệt hại trong trách nhiệm này gây ra đó là những thiệt hại nào về mặt bản chất trong quan hệ pháp luật dân sự thì các em hình dung một điều khi nói đến thiệt hại thì nó bao gồm một là thiệt hại về mặt tài sản tức là thiệt hại vật chất thứ hai là thiệt hại về tổn thất về tinh thần vậy thì các em phải nhận định được là trong thiệt hại của bồi thường thiệt hại trong hợp đồng là nó bao gồm thiệt hại về vật chất và tinh thần hay chỉ là một trong hai và trong bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì cái thiệt hại ở đây nó là thiệt hại gì đó là tiêu chí thứ ba và tiêu chí thứ tư đó là dấu hiệu lỗi lỗi có phải là dấu hiệu bắt buộc trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng hay không và ngược lại với nó đối với trong hợp đồng thì nó như thế nào và cái dấu hiệu thứ năm chúng ta trả lời được đó là gì là trong quan hệ này khi mà bên gây thiệt hại bồi thường cho bên bị thiệt hại xong thì cái mối quan hệ của bên gây thiệt hại và bên bị thiệt hại có tồn tại nữa hay không và nó khác gì so với bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thầy chỉ lấy một ví dụ minh chứng như thế này để các em hình dung Giả sử như bây giờ trong trường hợp bồi thường trong hợp đồng Thầy và một người nào đó thỏa thuận với nhau Thầy là bên có nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán Đó là nghĩa vụ trả tiền trong hợp đồng mua bán Và hai bên có cam kết với nhau một điều Là nếu như vi phạm nghĩa vụ trả tiền Thì sẽ bị phạt 5% giá trị của hợp đồng đó Thế thì rõ ràng trong trường hợp này Khi cái sự thỏa thuận này về mặt luật pháp Có được coi là hợp pháp hay không Thì chỗ này trong phần hợp đồng các em đã tiếp cận Cụ thể ở điều 418 của Bộ luật dân sự 2015 thì người ta cho phép sự thỏa thuận đó. Tuy nhiên, khi đến ngày thời điểm thực hiện nghĩa vụ, thầy không thực hiện nghĩa vụ trả tiền thì người ta chiếu theo hợp đồng, phạt hợp đồng với thầy xong. Nhưng mà quan hệ giữa thầy với họ sẽ không bao giờ chấm dứt mà thầy vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình, đó là nghĩa vụ trả tiền trong hợp đồng mua bán đó. Nhưng mà trong trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, ví dụ gây thiệt hại cho người khác được xác định tổng thiệt hại bao nhiêu và án buộc phải bồi thường và khi ta bồi thường xong thì cái mối quan hệ giữa ta với họ có chấm dứt hay không thì năm cái gợi mở đó để giúp các em làm bài tập nhóm và chúng ta chuyển phần này qua email cho thầy để chúng ta là cái cơ sở để chúng ta tính điểm trên lớp cho các em trong trường hợp đấy thì đấy là nội dung thứ hai là đặc điểm của trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thế thì vấn đề bồi thường thiệt hại ở đây thì các em cũng lưu ý một điều bồi thường không phải là đặt ra là bản thân tôi gây thiệt hại cho ông tôi muốn bồi thường như thế nào đó là quyền của tôi là không đúng mà việc bồi thường này nó phải dựa trên các nguyên tắc cơ bản vậy thì những nguyên tắc đó là những nguyên tắc gì thì nội dung thứ ba chúng ta đi vào nghiên cứu đó là nguyên tắc về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì những nguyên tắc này các em có thể tham khảo giúp thầy tại điều 585 của bộ luật dân sự năm 2015. Trên cơ sở điều 585 của Bộ luật dân sự năm 2015 ở đây thì chúng ta vẫn thấy một điều là nếu như so với quy định của Bộ luật dân sự trước đây là Bộ luật dân sự 2005 thì Bộ luật dân sự 2015 có hai cái điểm nổi bật. Đó là gì? Ngoài cái nguyên tắc là bồi thường toàn bộ, hiểu cách nôm na toàn bộ tức là tất cả, kịp thời tức là phải được tiến hành một cách nhanh chóng và ngay cả trong trường hợp nếu như bên gây thiệt hại họ không tự mình khắc phục cái hậu quả do mình gây ra thì ở đây bản thân của bên bị thiệt hại họ có quyền yêu cầu tòa án nộp đơn yêu cầu tòa án để buộc họ tức là áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong trường hợp hợp này để buộc họ thực hiện cái nghĩa vụ cho bên bị thiệt hại thì đây là cái nguyên tắc đầu tiên nguyên tắc thứ hai đó là nguyên tắc giảm mức bồi thường vậy thì vấn đề giảm mức bồi thường đặt ra nó phải hội đủ điều kiện gì điều kiện đầu tiên là cái người gây thiệt hại là họ phải gây ra với một cái thiệt hại với lỗi vô ý. Như thế nào là lỗi vô ý thì chúng ta đã tiếp cận trong môn học. Rất nhiều môn học đã nói về yếu tố lỗi từ môn lý luận chung nhà nước pháp luật, từ môn luật hình sự thì phần này thì thầy xin mạng phép không trình bày lại. Chúng ta có thể tiếp cận ở những môn học đấy chúng ta đã nghiên cứu rồi. Và cái dấu hiệu thứ hai để có thể giảm mức bồi thường đó là gì? Gây ra một thiệt hại quá lớn so với điều kiện kinh tế của bên gây thiệt hại nhưng mà ở đây các em cũng phải hình dung đối với cái điều kiện đầu tiên ta dễ dàng xác định lỗi vô ý hay cố ý rất dễ dàng nhưng mà trong thực tiễn xét xử cái khó khăn lớn nhất đó là cái điều kiện thứ hai vậy thì làm sao để xác định được là cái người gây thiệt hại đó họ có khó khăn về mặt kinh tế hay không trong khi quan hệ pháp luật dân sự nghĩa vụ chứng minh là thuộc về các bên đương sự chứ không phải thuộc về tòa án và tòa án sẽ không bao giờ làm cái động tác là tôi phải chứng minh anh có khó khăn về mặt kinh tế hay không để tôi xem xét giảm mức bồi thường. Vậy thì chỗ này các em cũng sẽ phải suy nghĩ là để thực hiện cái điều này trong thực tế thì rõ ràng thầy khẳng định một điều rất khó để có thể triển khai cái nguyên tắc thứ hai này trong phần là gì? Xác định thiệt hại trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Cái nguyên tắc thứ ba đó là thay đổi mức bồi thường. Thì cái việc thay đổi ở đây chúng ta phải hiểu thay đổi nó có khả năng theo chiều hướng tăng lên hoặc là theo chiều hướng giảm xuống. Vậy thì các em sẽ phải suy nghĩ rằng là trường hợp nào là cái mức thay đổi đó nó tăng, trường hợp nào là mức thay đổi nó giảm. Ví dụ với tư cách là bên gây thiệt hại, bây giờ thầy gây thiệt hại cho người khác thầy bồi thường, nhưng bây giờ sau một thời gian điều trị họ lại có một việc làm khác họ đã có thu nhập, cho nên cái mức bồi thường hiện nay đối với họ thầy thấy rằng là nó không còn phù hợp nữa, thì lúc này thầy được quyền yêu cầu tòa án xem xét là giảm cái mức bồi thường trong trường hợp đó nhưng ngược lại bên gây thiệt hại thì họ lại là gì đề nghị xem xét tăng cái mức bồi thường này thì đây là ba cái nguyên tắc mà bộ luật dân sự 2005 trước đây có quy định còn bộ luật 2015 thì nó bổ sung hai cái nguyên tắc nữa nhưng thực ra cái nguyên tắc thứ tư này là đưa từ một điều luật khác đã đưa vào và phát triển nó thành một nguyên tắc cơ bản đó là cái bên bị thiệt hại nếu như có lỗi thì bên gây thiệt hại chỉ bồi thường tương ứng với mức độ lỗi của mình. Điều đó có nghĩa là mình suy luận một điều nếu như bên bị thiệt hại hoàn toàn có lỗi thì rõ ràng trên phương diện đó bên gây thiệt hại sẽ không phải bồi thường trong trường hợp đó. Thì đây là cái nguyên tắc thứ tư. Và cái nguyên tắc thứ năm đây là một nguyên tắc khá hay. Đó là gì? Nếu như với tư cách là thầy là người bị thiệt hại nhưng mà chứng minh một điều cái thiệt hại đó anh có đủ điều kiện để ngăn cản, để hạn chế cho thiệt hại không xảy ra nhưng thầy không làm điều đó mặc nhiên để cho thiệt hại nó xảy ra thì lúc này bộ luật dân sự 2015 tại khoản 5 của điều 585 quy định rất rõ trường hợp này thầy sẽ không được bồi thường trên phương diện đó thì đấy là các nguyên tắc cơ bản của trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng ở đây đấy là nội dung thứ 3. nội dung thứ tư là chúng ta đi vào nghiên cứu đó là các căn cứ làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và những căn cứ này cũng có khả năng dùng cái từ thuật ngữ khác đó là các dấu hiệu vậy thì những cái căn cứ đó là những căn cứ nào thì cũng dựa trên bốn cái dấu hiệu cơ bản tuy nhiên thầy cũng nhấn mạnh luôn trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng mục đích của việc bồi thường đó là gì là khắc phục hậu quả do mình gây ra cho nên suy luận không có thiệt hại thì không đặt ra vấn đề bồi thường đúng không nào cho nên cái căn cứ đầu tiên sẽ đi ngược lại với quan điểm truyền thống quan điểm truyền thống cho rằng là phải có hành vi trái luật nhưng trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng nếu như các em khẳng định có hành vi trái luật đầu tiên thì thầy sẽ cho không điểm bởi vì như nãy thầy có nêu mục đích của việc bồi thường là khắc phục hậu quả cho nên không có thiệt hại sẽ không đặt ra vấn đề bồi thường do vậy căn cứ đầu tiên phải là có thiệt hại xảy ra vậy thì cái thiệt hại đây phải là thiệt hại gì thầy lấy ví dụ thế này thầy có một con gà mái đang ấp 10 cái trứng. Một ngày nào đó đi đi ra ngoài đường bị một chiếc xe tông nó chết. Thế thì bây giờ trong trường hợp này cái thiệt hại ở đây là một con gà và 10 cái trứng hay chỉ là con gà thôi. Rõ ràng chúng ta thấy là thiệt ở đây tôi gây cho anh chỉ là con gà Anh không thể nào anh buộc, buộc tôi phải bồi thường 10 cái trứng Anh cũng không lập luận rằng không có con gà này Vậy thì ai ấp 10 cái trứng đó Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu cái thiệt hại trong quan hệ ở đây nó phải là thiệt hại thực tế chứ không là thiệt hại suy diễn theo cách của ta thì đấy là dấu hiệu thứ nhất căn cứ thứ nhất căn cứ thứ hai đó là có hành vi trái pháp luật đương nhiên hành vi trái luật như nãy thầy có đều là xâm phạm đến khách thể mà ngành luật đó bảo vệ và hành vi trái pháp luật đó một cách nôm na nó có khả năng thể hiện dưới dạng hành động hoặc là không hành động và trong quan hệ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cũng vậy nó cũng bao gồm dưới dạng hành động và không hành động phần này khi đi vào từng trường hợp cụ thể của bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì chúng ta sẽ nêu rõ hơn về loại thiệt hại đó là gì hành vi đó là hành vi gì dấu hiệu thứ ba hay còn gọi khác hơn là căn cứ thứ ba hãy lấy ví dụ thế này giả sử như bây giờ trong trường hợp một người bị mắc một căn bệnh nan y theo y văn thế giới, nếu như không mổ, người đó sẽ bị chết. Nếu như mổ, thì tỷ lệ thành công giả sử 5% thôi. Thì quan điểm của người Việt Nam mình là gì? Còn nước còn tác, quyết định đưa vào mổ. Nhưng thầy đang giả sử rằng là khi đưa vào mổ, bệnh viện lại quên làm một cái thủ tục, đó là ký cam kết trước khi đưa vào mổ. Thì khi đưa vào mổ, làm hết sức mình, bệnh viện vẫn cố gắng hết sức, bệnh nhân vẫn chết. Thế bây giờ trong trường hợp này, hành vi không ký cam kết của bệnh viện đây là hành vi trái luật gây ra một thiệt hại chắc chắn là có rồi nhưng mà chúng ta xác định là trường hợp này gia đình nạn nhân có được quyền nộp đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại hay không thì rõ ràng chúng ta thấy cái nguyên nhân dẫn đến cái chết ở đây không phải là do không ký cam kết dẫn đến chết mà nguyên nhân chết xác định là do bị bệnh chết vậy thì cái điều kiện thứ ba cực kỳ quan trọng đó là xác định được cái mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái luật với thiệt hại thực tế xảy ra có nghĩa là hành vi trái luật phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả này thì lúc này mới phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cho nên trong phần tình huống thầy nêu rõ ràng việc không ký cam kết đây không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân do vậy trên phương diện về mặt luật pháp là không đặt ra vấn đề bồi thường thiệt hại ở đây thì đấy là dấu hiệu thứ ba và dấu hiệu cuối cùng hay còn gọi là căn cứ cuối cùng đó là yếu tố lỗi và như nãy thầy có nêu trong cái phần đặc điểm lỗi có phải là dấu hiệu bắt buộc hay không thì thầy cho một cái tình huống thế này ví dụ một bạn sinh viên nào đó bảo thầy ơi thầy có thể cho thầy em mượn chiếc xe gắn máy của thầy em chạy ra đây một tí ví dụ chạy được khoảng 50 mươi mét tông vào người khác Bây giờ xác định rằng trong quá trình uh, thụ lý, xác định là cái người mà thầy cho mượn xe là họ không có giấy phép lái xe. Thế bây giờ đặt ra là cái giao dịch mà thầy cho họ mượn có được coi là giao dịch hợp pháp hay không? Nếu như họ có giấy phép lái xe thì cái hợp đồng mượn này được coi là hợp pháp. Bởi vì luật cũng không quy định rằng mượn phải lập thành văn bản. Tôi cho anh mượn bằng lời nói và xác minh chứng cứ cả hai bên thừa nhận nếu như trong trường hợp này có giấy phép. Ok, mọi việc nó đơn giản, nhưng trong trường hợp này xác định họ không có giấy phép lái xe, cho nên cái giao dịch cho mượn ở đây về mặt nguyên tắc chung đã bị coi là giao dịch không hợp pháp. Và khi họ điều khiển xe gây thiệt hại cho người khác, vấn đề đặt ra ai phải bồi thường thiệt hại ở đây? Thì sau này chúng ta học nhưng mà nhân tiền ở bài học này thì chúng ta có thể tiếp cận và mở ở điều 601 của Bộ luật dân sự 2015 quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra thì tại khoảng 3 của bộ luật dân sự 2015 quy định rất rõ đó là chủ sở hữu của nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường cả trong trường hợp không có lỗi vậy thì ở tình huống này rõ ràng thầy phải bồi thường trong trường hợp đó và phương tiện xe gắn máy theo khoảng 1 của điều 601 cũng quy định rất rõ và đã liệt kê phương tiện giao thông vận tải cơ giới đây được coi là nguồn nguy hiểm cao độ cho nên trong quan hệ thực tế đối với những giao dịch như thế này có khả năng xảy ra hàng ngày hàng giờ không thể nào tôi bảo rằng là ê anh mượn xe tôi tôi cho anh cho tôi coi giấy phép lái xe đúng không cho nên để bảo vệ cái lợi ích cho mình trong những trường hợp tránh rắc rối như vậy thì tốt nhất là mắc lòng trước đường lòng sau thì rõ ràng là gì trên phương diện đó để ta thấy rằng là mọi cái rủi ro đó nó không xảy ra đối với mình ví dụ trong cái trường hợp ví dụ như nêu trên thì đấy là nội dung thứ tư và phần cuối cùng đó là ta đi vào nghiên cứu là năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân thì trong phần năng lực chịu nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân ở đây thì các em có thể tiếp cận giúp thầy ở điều 586 bộ luật dân sự 2015 Trong phần năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thầy xin lỗi thầy viết trên đây ha. Đó là năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân. Thì phần này các em tiếp cận giúp thầy ở điều 586 của bộ luật dân sự. Thì để trả lời ai phải bồi thường thì đơn giản thì cho một ví dụ tình huống như thế này để chúng ta dễ hình dung này A B C D bốn nhân vật chơi đá bóng gây thiệt hại ví dụ vỡ cửa kính ô tô của người khác. Bây giờ vấn đề đặt ra ai phải bồi thường thiệt hại? Tình huống cho thêm A 19 tuổi, sinh viên năm thứ hai của trường đại học. Nào đấy. B 17 tuổi, không đi học nhưng đã đi làm có thu nhập ổn định 7 triệu/tháng. một tháng. C 14 tuổi có một tài khoản trong ngân hàng do ông nội trước khi chết để lại thông qua di chúc, ví dụ 500 triệu. Và nhân vật cuối cùng đó là D. 14 tuổi không có tài sản nào hết Vậy thì bây giờ trong trường hợp này khi cùng gây thiệt hại như vậy Thì ai sẽ phải bồi thường trong trường hợp đó Thì trên phương diện bộ luật dân sự 2015 tại điều 586 quy định rất rõ rồi Đủ 18 tuổi trở lên tự chịu trách nhiệm bằng chính hành vi của mình Do vậy trong trường hợp này áp vào đó A phải tự chịu trách nhiệm bằng chính hành vi của A Thế thì bây giờ vấn đề đặt ra là A không có tài sản lấy gì bồi thường thì lúc này sẽ bảo lưu cho đến khi A có tài sản. Nhưng trong thực tiễn xét xử thì các em vẫn hình dung một điều là tòa án sẽ khuyến khích cha mẹ của A bồi thường thay. Chứ tòa án không bắt buộc cha mẹ của A bồi thường trong trường hợp này được. Đấy là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, B đủ 17 tuổi thì tại khoản 2 của Bộ Luật Dân Sự ở Điều 586 quy định người từ đủ 15 đến chưa đủ 18 nếu như trong trường hợp có tài sản riêng thì cha mẹ sẽ dùng tài sản thuộc quyền sở của con để bồi thường trong trường hợp đó và trong trường hợp nếu tài sản của con không đủ tức là sẽ thiếu đó thì lấy tài sản của cha mẹ để bổ sung phần còn thiếu của con trong độ tuổi đủ 15 đến chưa đủ 18 Vậy thì ở đây đối với B thì rõ ràng chúng ta thấy là cha mẹ của B sẽ dùng tài sản riêng của B để bồi thường khi tài sản đó không đủ thì cha mẹ sẽ bổ sung phần còn thiếu bằng chính tài sản của cha mẹ còn riêng đối với trường hợp của C là người chưa đủ 15 tuổi mặc dù có tài sản thì pháp luật dân sự cũng quy định, cụ thể cũng từ điều 586 quy định luôn là cha mẹ phải dùng tài sản riêng của mình để bồi thường. Khi nào tài sản riêng của cha mẹ không đủ thì mới bổ sung tài sản của con, tức là dùng tài sản của con để bổ sung phần còn thiếu trong trường hợp này. Và cuối cùng, đối với những người chưa đủ 18 tuổi thì đương nhiên nguyên tắc chung là cha mẹ phải bồi thường thiệt hại cho con trong trường hợp là con gây thiệt hại. Vậy thì rõ ràng ở đây sẽ trả lời cho cái phần là gì? Cái năng lực đó ai phải chịu như bồi thường thì thông qua một tình huống đó các em sẽ hình dung được trên cơ sở quy định của luật và tình huống này đặt ra sẽ xác định được là cái tư cách tố tụng hay nói khác hơn ai là chủ thể phải bồi thường ở đây. Tuy nhiên ở điều 586 thầy muốn đặt ra một câu hỏi và đây cũng chính là câu hỏi thứ hai trong phần bài học này để các em làm bài tập nhóm để nộp cùng với câu hỏi đầu tiên hồi nãy thầy có trình bày ở trên. Đó là gì? Tại khoản 3 của điều 586 quy định rất rõ, đó là trong trường hợp người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức và điều khiển hành vi của mình, trong trường hợp có người giám hộ mà gây thiệt hại cho người khác thì người giám hộ sẽ dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường. Nếu người được giám hộ không có tài sản thì người giám hộ sẽ dùng tài sản của chính mình để bồi thường. Và trong đó quy định tiếp là nếu như người được giám hộ không có tài sản người giám hộ chứng minh mình không có lỗi thì không phải bồi thường vậy thì câu hỏi thầy đặt ra đó là gì nếu như người được giám hộ gây thiệt hại cho người khác thầy chứng minh với tư cách là người giám hộ là thầy chứng minh là họ uh, thầy không có lỗi họ không có tài sản thì rõ ràng trên phương diện luật tôi không thể nào dùng tài sản của họ có tài sản đâu mà dùng Tôi chứng minh tôi không có lỗi vậy thì tôi không dùng tài sản của tôi để bồi thường. Vậy thì cái thiệt hại gây ra cho người bị thiệt hại trong trường hợp này thì ai phải bồi thường thiệt hại cho họ? Vậy thì ở đây các em phải thể hiện quan điểm cá nhân của mình là trường hợp này sẽ giải quyết như thế nào và đây chính là phần mà pháp luật dân sự tại điều 586 đã mở ngỏ cái nội dung này và hy vọng rằng là các nhà làm luật tương lai chúng ta sẽ trả lời. Vậy thì trên phương diện của phần định hướng trong phần khái quát chung ở đây là thầy đã có những cái định hướng cơ bản để cho các em hình dung được trên cơ sở cái phần tài liệu mà khoa đã chuyển cho các em trong thời gian mà các em nghĩ và hôm nay thầy định hướng để các em hình dung được thêm bản chất nhưng cũng không quên nhớ nộp bài cho thầy thông qua hai câu hỏi của bài tập nhóm thầy nhắc lại câu đầu tiên đó là gì phân biệt giữa trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hợp đồng với trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và tình huống thứ hai đó là xuất phát từ khoảng 3 của điều 586 thì trường hợp thầy đặt ra là trong trường hợp người được giám hộ gây thiệt hại cho người khác họ không có tài sản người giám hộ chứng minh mình không có lỗi trong việc người được giám hộ gây thiệt hại cho người khác vậy thì ở đây thiệt hại gây ra cho bên bị thiệt hại ai phải bồi thường thiệt hại cho họ thì đấy là những nội dung trọng tâm trong phần chủ đề đầu tiên khái quát chung của trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng xin cảm ơn các em đã lắng nghe và chúc các em hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình cảm ơn